Con người có thể nói dối nhưng mà giữ tiền không? Bà con anh, nạn nhân là Trần Ngọc Phượng, 42 tuổi, làm nghề buôn bán tạp hóa. Có hai cô con gái là Trần Thị Mỹ Phương, 19 tuổi và Trần Thị Mỹ Dung, 17 tuổi, đều đang học cấp 3. Cả ba nạn nhân đều chết vì những vết chém trước mặt và cổ. Vậy nạn nhân có bị mất mát tài sản gì không? Theo như người nhà nạn nhân thông báo, thì nạn nhân mất một chiếc nhẫn vàng và một túi đựng tiền hàng cũng biến mất. Được rồi, cảm ơn đồng chí. Đồng chí cứ tiếp tục công việc của mình. Đó. Về phía đồng chí, đã có kết quả khám nghiệm chưa? Báo cáo anh, trên người nạn nhân Trần Ngọc Phượng có 5 vết chém, cổ và thân. Tử vong là do sốc mất máu cấp. Nạn nhân Mỹ Phương trên người có 3 vết chém là ở tay và thân. Tử vong cũng là do sốc mất máu cấp. Vậy còn nạn nhân thứ 3 thì sao? Còn nạn nhân thứ 3 là Mỹ Dung, trên người có 4 vết chém là ở trước mặt, cổ và thân. Nguyên nhân tử vong cũng như hai nạn nhân trên. Từ những vết thương trên người của nạn nhân, đồng chí có nhận định như thế nào về hung khí gây án? Căn cứ vào hình dạng và kích thước của vết thương, có khả năng là do một vật sắc nhọn như hình dạng dao bầu gây ra. Mình phải tìm ra bằng được tên sát nhân tàn bạo này để trả lại công lý cho mẹ con chị Phượng. Các đồng chí ơi, tôi phát hiện có vài vết máu ở đây. Có thể đây là vết máu sau khi gây án, hung thủ đã tẩu thoát. Chắc chắn trên đường chạy trốn sẽ để lại nhiều dấu vết. Chúng ta cần mở rộng hiện trường gây án để truy tìm tung tích của hung thủ. Bà con, tôi phát hiện có vết nào đỏ rất giống máu nổi trên mặt luôn.
và một con dao nằm ở dưới đáy luôn. Đồng chí lấy lên kiểm tra. Rất có khả năng đây là hung khí gây án. Đồng chí thu thập các mẫu vật đem về xét nghiệm. Rõ. Vết lằn này còn rất mới, của một chiếc xe máy dắt từ trong ra ngoài. Theo thông tin của người nhà nạn nhân thì không có bị mất chiếc xe máy. Hơn nữa, cửa ra vào không có dấu hiệu bị đột nhập. Và dấu xe này dắt từ trong nhà ra, cho thấy hung thủ là người có quen biết với nạn nhân và ở trong nhà, sau đó sát hại mọi người. Và sau khi gây án đã đi xe máy của hắn ra về. Kết quả khám nghiệm có phát hiện gì mới không? Báo cáo anh, ba nạn nhân tử vong trong khoảng thời gian là từ 8 đến 10 giờ tối ngày hôm qua. Chúng tôi còn phát hiện nạn nhân Trần Ngọc Phượng đã có quan hệ tình dục trước khi bị sát hại. Như vậy, hung thủ rất có thể có mối quan hệ đặc biệt với nạn nhân. Chúng tôi sẽ lấy mẫu tinh dịch để đem đi xét nghiệm ADN, nhưng mà có thể sẽ rất là lâu. À, chúng tôi còn phát hiện đây là mẫu da đã được tìm thấy trong móng tay của nạn nhân. Tại hiện trường, có thể nạn nhân đã dùng tay cào lấy phần da của hung thủ, cố để lại manh mối cho chúng ta sớm được tìm ra hung thủ là ai. Vậy còn con dao tìm thấy trong lu nước, kiểm tra có phát hiện gì mới không? Bởi vì con dao đã ngâm trong nước quá lâu, cho nên không thể thu được mẫu vân tay. Cảm ơn đồng chí. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung điều tra thật kỹ các mối quan hệ của nạn nhân. Biết đâu sẽ tìm được manh mối mới và tìm ra hung thủ thật sự. Rõ. Bà con anh, sau khi thu thập thông tin từ người dân, được biết chồng của nạn nhân Trần Ngọc Phượng mất đã lâu. Nạn nhân đang sống cùng hai cô con gái, gia đình cũng rất khá giả. Người dân xung quanh còn cho biết có nhiều người đàn ông thường tới tán tỉnh chị Phượng. Đồng chí hãy tìm hiểu thật rõ lai lịch của các đối tượng có liên quan đến nạn nhân để mời về cơ quan hợp tác điều tra. Biết đâu từ những người này chúng ta có thể lần tìm được tung tích của hung thủ. Rõ. Vào khoảng 8 giờ đến 10 giờ tối ngày 25 tháng 8, anh làm gì và ở đâu? Tôi chạy xe hàng, có nhiều người làm chứng. Bữa đó tôi ở nhà ăn tối vợ con. Bữa đó tôi đi nhậu rồi xong đi coi đá banh với mấy thằng bạn. Các đối tượng nằm trong tình nghi đều có bằng chứng ngoại phạm nên các manh mối ai là hung thủ vẫn còn là dấu chấm hỏi. Các vụ án lớn nhỏ hung thủ đều dàn cảnh để có người làm chứng thời gian nhằm che mắt cơ quan điều tra. Nói chính xác, khoảng cách địa điểm của các đối tượng với nhà của nạn nhân quá xa, không thể nào thực hiện hành vi gây án trong thời gian đó. Các manh mối hầu như bị bế tắc. Vậy có nên trở lại hiện trường để tìm xem có manh mối mới không? Alo, tôi nghe. Em vừa ở hiện trường có một phát hiện mới, anh có thể ghé qua không? Được rồi, tôi sẽ qua liền. Bà con anh, đây là anh Ba Phát, người ở gần nhà chị Phượng. Chính anh Ba là người đã báo cáo cho cơ quan điều tra thông tin về chị Phượng có quen với nhiều người đàn ông. Anh Ba cũng cung cấp cho chúng ta một tình tiết rất là quan trọng hôm xảy ra vụ án. Chào anh Ba. Giờ anh Ba cho chúng tôi biết thông tin ngày chị Phượng bị sát hại, ở đây có xảy ra điều gì đặc biệt không? Tôi nhớ là đêm hôm đó tôi có nghe mấy đứa nhỏ nó khóc la rất là lớn. Mày hay lắm vậy, mày đặt lên tiếng. Phải á, rồi sao?
Tôi thì cứ nghĩ là tại mẹ nó đánh nó thôi. Mà một lát sau thì tôi nghe có tiếng rồ ga phóng đi thật nhanh. Có tiếng xe máy? Đúng rồi. Anh có nhớ đó là tiếng xe máy của loại xe gì không? Tôi không nhận ra. Đồng chí cho huy động các loại xe, xe tay ga và xe số. Nhờ anh ba thám hầm. Đó. Anh có nhận ra được tiếng xe máy nào không? Anh cho tôi nghe thử lại hai chiếc xe này. Thì chiếc này nữa anh. Nạt mạnh thứ. Đúng là tiếng chiếc xe máy này rồi. Tiếng chiếc xe máy này. Chẳng lẽ nào là bị chiếc xe gắn máy? Hai mảnh ghép từ âm thanh và ký hiệu số có lẽ là nên cố tình để lại manh mối của cơ quan điều tra. Cảm ơn anh đã hợp tác với cơ quan điều tra. Đồng chí, tiếp tục tìm kiếm xung quanh, xem ai là người đi chiếc xe có bảng số đầu hoặc cuối là 52. Báo cáo anh, sau khi nắm thông tin công an tuyến cơ sở, thì trên toàn xã có 4 chiếc biển số đầu cuối 52. Trong đó, biển số xe đầu 52 là của một anh chạy xe ôm gần nhà nạn nhân nhất. Được rồi, chúng ta sẽ nhờ anh Ba Phát, người của địa phương, dẫn chúng ta đi tìm những người đang sở hữu chiếc xe máy có biển số là 52. Thằng đó là thằng Bảy Nam á, nó chạy xe ôm, cái bảng số nó có số 52. Nó thường hay chở bà Phượng đi lấy hàng đó. Lúc trước nó mượn tiền tôi hoài à. Gần đây tự nhiên nó có tiền nó trả tôi rồi. Nghe đâu nó trúng số. Mình vào trong mời anh Bảy cà phê, sau đó rồi bàn chuyện. Nếu như mà anh Bảy có hỏi tụi tôi là ai á, anh nói bà con ở Mỹ Tho vậy nha. Qua bển à. Khỏe không Bảy? Ủa? Nghe nói mày trúng số mà lâu quá không thấy khao anh em gì vậy? Trúng số gì anh ơi, ba má em bán đất dưới quê á, rồi gửi tiền lên cho nên em mới có tiền trả anh đó. Ủa? Này ai vậy anh? À, mấy thằng em ở Mỹ Tho, nó qua nó thăm vợ chồng anh. Mà chú mày thì thổ địa ở đây rồi, nhờ mày dẫn nó đi vô ngoạn chỗ nào vui vui giùm anh cái. Trời ơi, tưởng gì chứ em của anh Ba thì em dắt đi miễn phí với tiền bạc cái gì. Vậy được á. Đâu có được đâu, một ngày kiếm cơm của anh mà, phải bù lại chứ. Trời ơi, có gì đâu, mấy chú đừng có lo. Chỉ cần á mấy chú đi nhậu với anh ngày là được rồi. Thôi, nếu mà nói vậy á, đi để tôi dắt cho anh em đi cái chỗ này vui lắm. Bây giờ mình để xe ở đây ha. Rồi em đi chung với anh Bảy để dẫn được. Còn anh á sẽ đi với anh Ba sau. Dạ. Ừ cũng được, tính tiền thôi. Vậy mình giữ lại chiếc xe ở đây đi tạm được không em? Được, quán quen mà. Tới rồi ha. Ừ tới rồi đó. Để xe đó đi anh. Chỗ này mát quá ha. Ừ. Ở cái điểm này nè, mấy anh em trên Sài Gòn á xuống đây chơi ưa ghé đây lắm. Nó mát. Với lại mấy anh em thường cuối tuần á gom đồ ra đây nhậu nhiều lắm. À, em có điện thoại, em ra nghe cái nha.
con bò em nó gọi làm phiền. Ok thằng. Anh. Bây giờ nếu như mà mình đi qua bên đó, mình đi bằng gì? Thí dụ bây giờ mình muốn qua bên đó thì mình đi đò. Ở đây cuối tuần á, mấy anh em ưa gom ra đây nhậu lắm. Nó mát với lại phong cảnh hữu tình. Dạ. Ừ. Chiều khoảng mấy giờ mới có đò? Khoảng một tiếng nữa là có đò đi ngang, có gian qua bển chiều về. À. Sao? Địa điểm tiếp theo là mình đi đâu? Qua bên đó. Kết quả xét nghiệm như thế nào rồi đồng chí? Sau khi xét nghiệm, mẫu máu lấy trên xe và tại hiện trường là của nạn nhân Trần Ngọc Phượng. Đúng như là tôi dự đoán. À, đây là kết quả của Viện Khoa học Hình sự về mẫu da được xác định trên móng tay của nạn nhân Mỹ Dung. ADN trùng khớp với ADN của đối tượng tình nghi. Bà con anh, một tiệm cầm đồ ở thành phố Bến Tre vừa cung cấp một đoạn camera cho thấy bảy nam đã đem chiếc nhẫn vàng của bị hại đi bán. Đồng chí lập tức triệu tập đối tượng này cho tôi. Đó. Anh đi chơi chú. Chở em ra thành phố Bến Tre đi. Ừ. Dắt người yêu định ra thành phố chơi giải sầu hả chú em? Tôi là cảnh sát, muốn mời anh về cơ quan hợp tác điều tra. Tôi tội gì mà mấy anh bắt tôi? Yêu cầu anh hợp tác. Anh Nguyễn Văn Nam, cơ quan điều tra đã có đầy đủ bằng chứng để kết luận anh chính là hung thủ sát hại chị Phượng và hai con gái của chị ta. Mấy anh lấy bằng chứng gì mà nói tôi sát hại Phượng? Bà Phượng á là khách mối của tôi chở bà đi thôi, không có làm gì hết. Anh không chỉ là người chở mối mà là còn là người tình của chị ta. Mẫu tinh trùng được tìm thấy trong người của nạn nhân được giám định trùng khớp với ADN của anh. Hơn nữa, vết máu trên tay cầm của xe và vết máu được tìm thấy tại hiện trường là máu của nạn nhân. Chúng tôi đã có đầy đủ hình ảnh anh tiêu thụ tài sản của chị Phượng tại tiệm cầm đồ. Tôi xin khai, tôi thật sự có quan hệ tình cảm với Phượng. Mà dạo này Phượng qua lại với nhiều người quá, tôi ghen, cho nên... Từ đây về sau á, bé đừng có ghé đây nữa nha. Bộ có thằng khác rồi hả? Nói bậy bạ gì vậy? Có thằng nào đâu. Hai đứa nhỏ nó sắp thi rồi, cho nên hả, tôi không có muốn ảnh hưởng việc học của nó. Cô đừng có tưởng là tôi không biết. Cô nay cặp thằng này, mai cặp thằng kia. Bộ chán tôi rồi phải không? Hay là có thằng khác ngon hơn? Phải á, rồi sao? Ông có quyền gì trách móc tôi? Tôi mệt ông lắm rồi đó. Từ ngày ông đến với tôi hả, ông chỉ ngửa tay xin tiền không à. Không có lo gì được cho tôi đâu mà ông mặt lên giọng. Đàn ông thanh niên gì, khỏe mạnh trai tráng đi kiếm việc làm đi. Suốt ngày chỉ bám váy đàn bà không làm gì hay lắm vậy, mày đặt lên tiếng. Mày nói ai bám váy đàn bà? Bảy, mày đừng có làm bậy với bảy. Mày nói ai đàn bà? Mày nghe nói ai ngửa tay xin tiền hả? Mày dám nói tao ăn bám hả mày? Mày dám nói tao ăn bám hả mày? Dám nói tao ăn bám hả mày? Ăn bám rồi, ăn bám rồi.
Bắt đi ta! Bắt đi giết người! Lúc đó tôi cũng có ý định bỏ trốn, nhưng sợ mấy anh nghi ngờ, chính vì vậy tôi ở lại. Không ngờ mấy anh lại lần ra được manh mối. Tôi không còn gì để chối cãi. Nhưng mà những gì không? Các đồng chí, hai tử thi đều bị cháy xém. Nguyên nhân tử vong là do bị đốt cháy. Ngoài ra, hiện trường xung quanh còn sót lại mùn mền chiếu đều có mùi xăng. Có thể hung thủ đã rưới xăng, sau đó châm lửa đốt cháy. Đây là một hành động có mục đích nhằm giết chết nạn nhân. Được rồi, đồng chí cứ tiếp tục công việc điều tra. Có thông tin gì mới, lập tức báo tôi ngay. Đó. Báo cáo chỉ huy. Tôi có tìm thấy hai vật này ở gần hiện trường. Mùi xăng vẫn còn bám trên can. Có thể đây là cái can để được xăng cùng với cái hộp quẹt hung thủ dùng để gây án. Đồng chí đem về cơ quan điều tra xác định dấu vân tay. Đó, thưa chỉ huy. Dạ chào bác. Bác cho con hỏi, chị Dương và anh Huân sống với nhau được bao lâu rồi bác? Hai đứa nó cũng mới chung sống với nhau thôi à chú. Mới là bao lâu vậy bác? Dương ơi Dương. Dương ơi. Con đâu rồi Dương? Dương. Dạ thưa bác mới qua. Cậu là ai mà ở trong nhà con gái tôi? Dạ con. Ủa mẹ, mẹ mới qua hả mẹ? Dạ đây là anh Huân, người thương của con đó mẹ. Thôi bác mới qua, em nói chuyện với bác nha. Anh đi làm. Anh đi, nhớ về ăn cơm nha. Thôi em biết rồi mà. Thôi đi, dẫn bác con đi. Mày lại cặp với nó nữa đó hả? Lần này con nghiêm túc mà mẹ. Con và anh Huân thương nhau thiệt lòng á. Bốn thằng trước á, mày cũng nói với tao y chang vậy đó. Thiệt á, tao không hiểu sao mà tao sanh được đứa con gái giống như mày vậy đó. Chuyện mày với thằng Tư sao rồi?
xong rồi mà mẹ. Ổng á, có lo được cho con với con của con đâu. Mà đã vậy ổng còn già nữa. Mẹ, lần này con thiệt lòng đó, mẹ yên tâm nha. Nha mẹ. Anh Tư là ai vậy bác? Là người chung sống với nó như vợ chồng. Nhưng mà hai đứa nó đã chia tay nhau rồi. Dạo gần đây á, bác có thấy chị Dương có gây lộn hay xích mích với ai không? Nó... Có chuyện gì á, thì bác cứ nói đi. Sẽ giúp tụi con nhanh phá án hơn. Mấy bữa trước á, thằng Tuấn chồng chính thức của nó có về đây. Hai đứa nó gặp nhau rồi gây gỗ, đánh nhau. Hay là Tuấn nó sát hại con Dương hả chú? Chuyện đó thì bên tổ điều tra sẽ làm rõ. Còn bây giờ xin phép bác. Chào bác. Ba mẹ tôi mất sớm, chỉ còn lại hai chị em mà. Vậy mà bây giờ nó cũng bỏ tôi mà đi nữa. Chị cứ bình tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra được thủ phạm. Tôi còn định năm nay là làm đám hỏi cho nó với con Hương. Vậy mà Hương là ai vậy chị? Còn Hương á, với Hồng Hân nó quen nào cũng gần ở năm nay rồi. Hai bên gia đình cũng đã đồng ý cho hai đứa nó lập đám. Nhưng mà tự nhiên á, Hồng Hân nó đòi chia tay. Rồi con Hương nó tức lên, nó ghen tuông, nó đến đây nó đòi giết Hồng Hân. Dạo gần đây á, chị có thấy anh Hân gây gỗ hoặc xích mích với ai không? Em tôi nó yên lành lắm, nó không có cãi lộn hay xích mích gì với ai hết trơn á. Thôi được rồi, cảm ơn chị. Chào chị. Chào chị Huy. Nạn nhân Dương là một người phụ nữ có mối quan hệ khá phức tạp với nhiều người đàn ông. Dương có chồng tên là Tuấn và sống chung với chồng được 4 người con. Sau khi ly dị chồng thì Dương lại quen với một người đàn ông tên là Tư. Khi mà chia tay Tư xong thì Dương lại quen với Huân. Còn về phía nạn nhân Huân thì mới quen biết Dương và cũng đang gặp rắc rối chuyện tình cảm với người cũ. Đây có thể là một án tình vì ghen tuông mù quáng xảy ra mâu thuẫn. Và cũng theo thông tin của người nhà nạn nhân thì chúng ta có 3 đối tượng đáng tình nghi. Tuấn là chồng cũ của nạn nhân, Tư là người tình mới của nạn nhân. Ngoài ra thì còn có Hương là người yêu của Hung. Và đây là vật chứng mà hung thủ đã để lại hiện trường. Trên nắp can có dấu một ký tự. Có thể đây là một manh mối rất là quan trọng. Chúng ta cần nhanh chóng triển khai để điều tra. Rõ, tôi chỉ huy. Tối ngày năm vừa qua, chị đã làm gì và ở đâu? Tôi phụ làm ở quán cà phê, xong rồi tôi ngủ lại quán luôn. Hương nè, chị gửi em tiền lương tuần này của em. Cầm lên mua sắm. Dạ. Sắm sửa làm gì cho phung phí hả chị? Người ta cũng chơi em xấu em nghèo thôi à. Làm gì có chuyện đó, thôi cầm lên để mua sắm. Chị có việc, lát chị về nhé. À, chị ơi, tối đến nay cho em ngủ lại quán với mấy đứa nhỏ nha. Ừ, thôi chị đi nhé. Dạ. Chị đã đến nhà anh Quân để đe dọa giết anh ta phải không? Lúc anh Huân chia tay tôi có đến nhà đe dọa. Nhưng mà chỉ mong anh ấy quay lại thôi. Nào ngờ anh ấy bị chị ta mê hoặc rồi bỏ tôi luôn. Lúc đó buồn quá nên tôi mới lên đây làm phụ quán cà phê. Cảm ơn chị. Một tuần lễ trở lại đây, chị Hương có làm việc ở đây không? Một tuần trở lại đây chị Hương có làm việc ở đây. Nhưng mà cách đây 3 ngày á, thì buổi sáng Hương có xin phép là về quê để thắp hương cho người yêu. Sau đó là chiều quay trở lại đây luôn ạ. Cảm ơn chị. Dạ, chào anh. Chào anh, tôi là cảnh sát điều tra. Hiện đang điều tra về cái chết của chị Dương, vợ cũ của anh. Có một số việc tôi muốn hỏi, mong anh hợp tác. Ừ.
đồ đàn bà đó nó chết cũng đáng mà. Tại sao lại nói như vậy? Chứ anh nghĩ coi, tiền bạc của tôi á nó gom đi hết, mà tưởng đâu á nó lo cho con tôi. Bây giờ nó lấy tiền bạc đi hết á, nó nuôi người khác. Vào ngày xảy ra án mạng, anh có đến nhà chị Dương, đúng không? Dạ có. Nhưng mà tôi mới vừa đặt tích ngồi à, là nó chửi nó đuổi tôi rồi. Anh giác mặt đây làm gì vậy? Tôi thăm con tôi. Anh có tiền á, thì ra đây, tôi mua đồ cho tụi nó ăn. Thăm nó làm gì? Ngoài tiền ra cô còn biết gì nữa không? Ủa, anh mới biết hả? 3 tháng rồi anh chưa đưa tiền chu cấp nuôi con đó. Tiền đâu? Đưa đây. Tôi chưa có. Không có tiền á thì biến, biến ra khỏi nhà tôi đi. Tôi biến đi con. Không có biến không? Trời ơi bà con ơi, anh Tân, anh Vinh tôi kìa. Trời ơi anh Vinh tôi kìa bà. Im cái miệng lại. Trên đường tôi về á, tôi có ghé nhà bạn, rồi bạn nó rủ tôi nhậu. Rồi uống đi, vác mặt về đó làm gì? Biết tính Dương nó mê tiền à? Bởi gì? Ông luôn có biết đâu. Nhớ con tôi đi thăm con. Thôi, lần sau có tiền thì về thăm con. Uống đi cho quên hết sự đời. Sau đó chúng tôi nhậu tới 2 giờ sáng rồi ngủ lại đấy luôn, không biết gì cả. Thôi được rồi, cảm ơn anh. Chào anh. Chào anh, tôi là cảnh sát điều tra. Anh cho tôi hỏi, đây có phải là canh xăng của tiệm nhà anh không? Ừ, đúng rồi. Canh xăng này là của tiệm tôi á, mà cả ấp này có mình tôi bán xăng à. Tôi còn ký hiệu chữ cái đầu tên của vợ tôi trên nắp nữa nè. Vậy ngày năm vừa rồi á, anh có nhớ ai tới đây mua canh xăng này không? Để tôi nhớ lại coi. Anh Trai, mua gì vậy anh Tư? Bán cho anh 2 lít xăng. Anh đổi vô xe luôn hay là anh đem về? Em có can không? Cho anh mượn đi. Anh mang về nhà có chút việc. Em có can nhưng mà ngày mai anh nhớ đem qua trả cho em nha. Anh biết rồi. Vậy chờ em xíu. Xăng của anh nè. Cho anh gửi tiền. Rồi. Vậy nha, mai em trả can. Tuấn và Hương đều vô can trong vụ án này. Giờ chỉ còn lại một đối tượng, đó là Tư, người gần đây sống như vợ chồng với nạn nhân. Thưa anh, chính Tư là người đã mua 2 lít xăng vào chiều ngày xảy ra án mạng. Có thông tin cung cấp, khoảng 5 giờ chiều cùng ngày xảy ra vụ án, Tư từ trong nhà của nạn nhân bước ra với thái độ bực tức. Hơn nữa, dấu vân tay trên chiếc can và cái hộp quẹt trùng khớp với dấu vân tay của Tư. Ngay bây giờ, tôi và đồng chí cùng đến nhà của Tư triệu tập anh ta về cơ quan điều tra. Rõ. Chào anh, tôi là công an điều tra. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến cái chết của chị Dương. Mời về cơ quan để điều tra. Anh biết chiếc can và cái hộp quẹt này không? Tôi không biết. Anh là người mượn nó mà không biết là sao? Chắc cán bộ nhầm ai. Tôi có đi mua xăng bao giờ đâu. Trên chiếc can và cái hộp quẹt này đều có dấu vân tay của anh. Anh chính là người đi mua xăng và mượn cái can xăng này tại nhà chị Hoa. Sau đó anh tới nhà của chị Dương ra tay sát hại chị ta. Tại sao anh lại làm như vậy? Chỉ có dấu vân tay thì cái canh xăng bị cán nhận nghe. Mà cán bộ nói tôi là thủ phạm. Thiệt
là quan cho tôi quát. Vậy 23 giờ cùng ngày nạn nhân bị sát hại, có người đã nhìn thấy anh đi ra từ nhà của nạn nhân. Anh giải thích sao vấn đề này? Tôi khuyên anh hãy thành thật khai báo. Là cái gì? Cô ấy phụ tình tôi, cô ấy phóc tích tôi. Em, anh về rồi nè. Em làm gì vậy? Anh đi đâu đây? Ở đây là đâu mà anh về? Thì đây là nhà của em. Mà em nói với anh về đây sống chung cho vui nhà vui cửa mà. Cái đó là chuyện của mấy tháng trước, còn bây giờ khác rồi. Anh không có là gì nên không được ở đây nữa. Kìa em, anh về quê mới có 2 tháng nay để làm thủ tục ly hôn với vợ trước mà. Về đây sống chung với em mà. Tôi không cần biết. Giờ tôi đã có người khác rồi. Anh đi đi, chút xíu anh về lại có chuyện nữa đó. Người khác? Người khác là ai? Là chồng của tôi. Cô, tôi không ngờ con người của cô là con mới lấy cũ. Không ngờ con người coi như vậy. Phải, tôi là vậy đó. Anh không có tiền á thì anh biến đi. Biến đi. Anh đi nhanh nhanh đi. Đi đi. Em chút xíu anh ấy về nữa đó. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Nay là cái ngày gì đâu á. Hết cái này tới cái kia. Mua gì vậy anh Tư? Bán cho anh 2 lít xăng. Anh đổi vô xe luôn hay là anh đem về? Em có can không? Cho anh mượn đi. Anh mang về nhà có chút việc. Em có can nhưng mà ngày mai anh nhớ đem qua trả cho em nha. Anh biết rồi. Thì chờ em xíu. Xăng của anh hả? Cho anh gửi tiền. Rồi. Về ngày mai anh trả can cho. Tôi đến với cô ấy là yêu thương thật lòng. Tôi đã bỏ vợ bỏ con. Tôi cứ nghĩ cô ấy yêu tôi. Nào ngờ mới có 2 tháng cô ấy dẫn người đàn ông khác về nhà. Tôi không thể nào tha thứ được. Chỉ vì ghen tôi mù quáng cho nên tôi đã nghĩ ra cách trả thù. Tôi cảm ơn. Tôi đã sai rồi.
Thank you.